Bão số 3 và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi và Trung Du, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của người dân. Để nhanh chóng ổn định cuộc sống và ổn định sản xuất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, khẩn trương vận chuyển lương thực thực phẩm và nước sạch cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập. Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mỗi bộ 100 tấn gạo từ dự trữ quốc gia. Bí thư Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực thực phẩm, nước sạch, tổ chức cấp phát lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng của bão một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí, rà soát khẩn trương sửa chữa khôi phục các cơ sở y tế bị hư hại, đồng thời khẩn trương sửa chữa khôi phục trường lớp học bị hư hại do mưa bão để các cháu học sinh sớm được tới trường. Bão và hoàn lưu của bão đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tính đến nay đã có hơn 98 người chết và mất tích, 746 người bị thương và hơn 47.500 ngôi nhà bị hư hỏng. Trong đó, 12 người thiệt mạng do bão, 72 người thiệt mạng do sạt lở đất và lũ quét, 6 người thiệt mạng do lũ cuốn, do sập cầu Phong Châu là 8 người. Bão lũ làm 746 người bị thương, trong đó nhiều nhất là Quảng Ninh với 536 người, 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh, hơn 148.000 ha lúa và 25.600 ha hoa màu, hơn 11.000 ha cây ăn quả thiệt hại, hơn 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị hư hỏng cuốn trôi, hơn 1.100 con gia súc, gần 679.000 gia cầm bị chết, hơn 47.500 ngôi nhà bị hư hỏng. Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi rất to. Dự báo trong vòng 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Bảo Hà, Lào Cai và Yên Bái tiếp tục lên duy trì mức trên lũ lịch sử ở trên mức báo động 3, trên mức lũ lịch sử năm 1968 và 2008. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 2, sông Thương lên mức báo động 3 và sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 1. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Hiện nay, công an các đơn vị địa phương đang huy động tối đa quân số và phương tiện để khẩn trương khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra. Lực lượng công an đã huy động hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng, sử dụng cano, xuồng máy, áo phao, đi sâu vào các ngõ, đến tận các gia đình, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa những người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em ra khỏi khu vực ngập lụt. Ngay trong đêm qua, đã có hàng chục hộ gia đình được di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng công an thường xuyên tuần tra kiểm soát các tuyến đường, kịp thời dọn cây gãy đổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian mưa bão. Hiện mức nước sông Hồng tại Hà Nội vẫn đang tiếp tục dâng cao và dòng chảy xiết. Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày hôm nay sẽ hạn chế phương tiện giao thông di chuyển qua cầu Trương Dương. Cụ thể, sẽ cấm các xe hợp đồng, xe khách, xe du lịch trên 9 chỗ ngồi và xe có tải trọng trên nửa tấn di chuyển qua cầu Trương Dương. Các xe này chỉ có thể đi qua cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và Thăng Long. Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát các cầu vượt sông, nghiêm cấm phương tiện đi qua các cầu yếu. Còn tại Cao Bằng, trước việc nhiều tuyến đường bị chia cắt sạt lở do mưa lũ sau bão, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê mới nhất thì bão và mưa lũ của hoàn lưu sau bão số 3 đã làm cho 98 người chết. Cụ thể, theo số liệu thống kê, bão số 3 đã làm 12 người chết và 72 người bão làm 72 người chết do sạt lở đất, lũ quét, 6 người do lũ cuốn trôi, sập cầu Phú Thọ là 8 người. Trong đó tại Lào Cai, chịu thiệt hại nặng nề về người là 29 người chết, 12 người mất tích. Tiếp đến là Cao Bằng với 17 người chết, Quảng Ninh là 6 người chết, Hòa Bình 4 người chết do sạt lở, Hà Giang 1 người do lũ cuốn và Phú Thọ 8 người mất tích do sập cầu. Liên quan đến sự cố sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, theo thông tin của Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành liên quan đang đi kiểm tra tại hiện trường, hiện chưa có thống kê thiệt hại cụ thể về người. Thống kê thiệt hại về cơ sở hạ tầng như nhà dân, sản xuất nông nghiệp, giao thông, thông tin viễn thông đã và đang được triển khai khẩn trương để kịp thời hỗ trợ các địa phương và người dân. Bộ Công an cho biết Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Trung tá Trần Quốc Hoàng,
cán bộ trại giam Quảng Ninh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong bão Yagi. Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá trước thời hạn đối với đồng chí Trần Quốc Hoàng. Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tỉnh Đồng đội Công an Nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình trung tá Trần Quốc Hoàng. Trước đó vào khoảng 24 giờ ngày 7 tháng 9, khi lũ quét dâng cao có nguy cơ đe dọa tính mạng của phạm nhân tại trại giam tại phân trại số 2, thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho phạm nhân và khu vực này trong tình huống khẩn cấp, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Hoàng đã bị nước lũ cuốn trôi. Vào ngày 9 tháng 9, trại giam Quảng Ninh, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã phối hợp với gia đình và địa phương tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng trung tá Trần Quốc Hoàng chu đáo. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ bị sập, trôi hai nhịp thép vào sáng ngày 9 tháng 9. Vào đêm ngày hôm qua, thì lực lượng chức năng đã khẩn trương dựng lều dã chiến, xác định trực thâu đêm để thu thập thông tin của các nạn nhân. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, mực nước sông Hồng tại Ấm Thượng, khu vực xảy ra vụ tai nạn sập cầu Phong Châu đạt 27,25m, trên báo động 3 1,25m. Xác định công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ còn có thể kéo dài, gặp rất nhiều khó khăn do dòng nước liên tục chảy xiết. Lực lượng chức năng tại hiện trường đã dựng lều dã chiến, túc trực thu thập thông tin để tìm kiếm người bị nạn dọc hai bên bờ sông. Trước đó, ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Sau ít phút, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phong tỏa hai bên đầu cầu để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện không đi lên khu vực nguy hiểm. Đồng thời, các lực lượng công an, quân đội cũng trích xuất camera của nhà dân và camera hành trình các ô tô thời điểm cầu sập để xác định người, phương tiện gặp nạn. Phấn đấu ngay trong đêm, lực lượng chức năng sẽ khớp các số liệu người và phương tiện gặp nạn. Lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng ra soát, động viên các hộ gia đình, thân nhân của người gặp nạn. Những người may mắn sống sót được chăm sóc chu đáo tại các bệnh viện, cơ sở y tế cũng như là chăm lo chu đáo chế độ chính sách, động viên giúp họ sớm ổn định tinh thần và sức khỏe. Thưa quý vị, mưa lớn, mực nước sông Hồng dâng cao khiến thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái chìm sâu trong biển nước, giao thông tê liệt, các cửa ngõ vào thành phố nhiều đoạn bị chia cắt, nhà dân ngập trong nước lũ. Người dân đã phải tìm mọi cách để gửi thông điệp cần cứu trợ. Trước tình hình đó, lực lượng công an đã trắng đêm dốc toàn lực để cứu trợ người dân. Tại phường Hồng Hà, điểm cầu Yên Bái, nước sông Thao lên ngập tận đường, nhiều nhà dân chìm trong nước. Dự đoán trước tình hình, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Yên Bái huy động 100% quân số tham gia trực tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, nơi có dòng chảy, kịp thời cứu giúp người dân khi có sự cố. Công an thành phố Yên Bái đã triển khai và trực 100% quân số trên địa bàn Bái, và tất cả các công an các phường xã là 15 phường xã là chúng tôi đã cử 100% cán bộ chiến sĩ xuống các điểm xung yếu, đặc biệt là những điểm ngập úng hoặc là những điểm có sạt lở đất, để làm sao mà hỗ trợ người dân di rời, rồi hỗ trợ người dân để di chuyển những tài sản và những người dân, người già, trẻ em trên địa bàn thành phố Yên Bái đến nơi an toàn. Đây là nhiệm vụ của mỗi người dân cũng như lực lượng nhiệm vụ của lực lượng công an chúng tôi, để làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân được an toàn trong cái đợt mưa bão này. Lực lượng cảnh sát cơ động được điều động tham gia phối hợp cùng các lực lượng khác giúp đỡ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời ứng trực tại nơi xung yếu và ngập sâu. Mưa to kéo dài này thì lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực 100%, huy động tối đa lực lượng sẵn sàng để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ khi nước mưa vẫn còn tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho người dân ở tại các điểm, các vùng ngập lũ. Lực lượng cảnh sát giao thông huy động tối đa người và phương tiện tham gia ứng cứu, bảo đảm đủ quân số và phương tiện tàu thuyền, xăng dầu, duy trì tốt hoạt động của các phương tiện, sẵn sàng làm nhiệm vụ, không để đột xuất bất ngờ. Thì ngay trong ngày 19 này thì báo cáo chính là chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng như quân đội, công an thành phố Yên Bái và các lực lượng cảnh sát giao thông đã có xuồng, dùng xuồng máy để cứu người dân và đưa tài sản người dân vào nơi an toàn. Ngoài những cái việc khắc phục cái hậu quả lụt ở thành phố Yên Bái thì chúng tôi còn cử hơn 40 cán bộ chiến sĩ tham gia
như vậy là cũng cứu hộ cứu nạn tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Dự báo trong những ngày tới, lượng mưa không ngớt, tình hình ngập lụt sạt lở có nhiều nguy cơ tiềm ẩn khó lường. Lực lượng công an tỉnh Yên Bái duy trì 100% quân số trực, chuẩn bị nhu yếu phẩm, các phương tiện trong tình hình hoạt động tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ với khẩu hiệu hết lòng vì nhân dân phục vụ. Thưa quý vị, không chỉ tại Yên Bái mà mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 3 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh như Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn. Trước cảnh báo trên địa bàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động 100% quân số thường trực và sẵn sàng ứng phó với các tình huống gây ra. Đặc biệt là vào chiều tối ngày 9 tháng 9, đông đảo cán bộ chiến sĩ đã sử dụng xuồng máy, các phương tiện để hỗ trợ, nỗ lực di chuyển vào sâu bên trong vùng ngập lụt ở thành phố Thái Nguyên để cứu trợ những người dân bị mắc kẹt. Hiện nay, trên sông Cầu thuộc tỉnh Thái Nguyên, lũ đang lên nhanh và diễn biến phức tạp do ảnh hưởng mưa lớn cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía thượng lưu. Đến tối và đêm ngày 9 tháng 9, lũ đạt đỉnh mức khoảng 2.900 cm, trên báo động 3 200 cm, gây ngập úng trên diện rộng tại các địa phương thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công, Đồng Hỷ, Phú Bình, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Với tinh thần quyết liệt và khẩn trương, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 1.035 phương tiện tuần tra cứu hộ chở quân, 100 xuồng máy, xuồng cao su và trên 500 áo phao, phao cứu sinh và thuốc men để sơ tán, di dời người dân. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cứu hộ, di dời các hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn. Hiện tại thì ở xung quanh xóm em ý, thì tất cả mọi người sẽ dồn về một ngôi nhà có 2 tầng, còn đâu tất cả trong đấy hầu như là ngôi nhà cấp 4. Mọi người đều trèo lên mái hết rồi ạ. Bọn em bị tầng 1 là bị ngập hết rồi, cho nên là phải đi cúi xuống thuyền nhỏ xong mới ra được cái chỗ thuyền cứu hộ to đấy ạ. Và khi được cứu thì bọn em rất là cảm ơn ạ, cảm ơn các anh. Bây giờ tài sản của gia đình tôi thì chuyển hết lên tầng 2 và người cũng lên tầng 2 ạ. Tôi là bên trật tự an ninh cơ sở, đêm qua là hỗ trợ người dân từ lúc 1 giờ sáng đến 4 rưỡi sáng. Chuyển đồ đạc nước ngập đến cổ này cho hai cái cửa hàng tạp hóa ở trong Quang Vinh này. Ghi nhận tại phường Quang Vinh và phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, mực nước lên cao, một số điểm ngập sâu, chảy xiết, nhấn chìm nhiều nhà cửa, công trình. Địa hình không thuận lợi, do vậy xuồng máy rất khó khăn hoặc không thể tiếp cận được đến các hộ dân. Lực lượng công an đã phải dùng giải pháp chằng dây neo vào hai đầu và bám theo dây để di chuyển đến khu vực có người dân cần cứu giúp. Tại những hộ dân lên tầng cao tránh lũ, lực lượng công an dùng xuồng, thuyền phù hợp tiếp cận, dùng thang dây, thang cứng và các vật dụng thiết bị sẵn có để đưa người dân xuống. Nhiều giờ đồng hồ, cán bộ chiến sĩ công an vẫn dầm mình trong mưa lũ, rà soát từng gia đình, từng trường hợp, ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, người bệnh và những người dân đang mắc kẹt trong khu vực nước sâu đến nơi an toàn. Tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di rời 2.364 hộ với khoảng 10.000 người đến nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ công an tỉnh đã phát động quyên góp ủng hộ và kết nối với các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, trao tặng hàng nghìn suất nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc men, áo phao, trợ giúp người dân, tổ chức 4 điểm cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, phối hợp với các câu lạc bộ xuồng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, điều động 10 xuồng cứu hộ và đã đưa được hàng chục người dân đến nơi an toàn. Với phương châm không để người dân bị đói, rét và nguy hiểm, lực lượng công an toàn tỉnh vẫn đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ nhân dân vượt qua bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị, cùng với Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Nhằm giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, công an các đơn vị địa phương thuộc công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục tăng cường lực lượng phương tiện, phối hợp cùng các lực lượng chức năng đẩy mạnh triển khai các biện pháp. Công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa nhân lực phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3. Trong đó, Bộ Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tập trung thu dọn các biển báo, cây gãy đổ, điều tiết, phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, phục vụ việc đi lại của nhân dân, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp bảo hộ, an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh các tổ công tác của đơn vị nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả của bão số 3 đã làm ấm lòng mỗi người dân khi đi qua các tuyến đường nơi các tổ công tác đang thực thi nhiệm vụ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày hôm qua mùng 9 tháng 9 cho đến ngày 11 tháng 9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông ở nhiều địa phương. Từ ngày mùng 8 tháng 9 đến sáng ngày mùng 9 tháng 9, ngập lụt xảy ra trên diện rộng ở Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh, thủy điện Hòa Bình và thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại nhiều địa phương. Truyền hình Công an Nhân dân sẽ cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng cho 5 địa phương để khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống người dân sau cơn bão số 3. Những quy định cụ thể về nghĩa vụ khi thực hiện quảng cáo đối với các doanh nghiệp, các nghệ sĩ và người nổi tiếng. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý để xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, trong đó đưa ra những quy định cụ thể về nghĩa vụ khi thực hiện quảng cáo với doanh nghiệp, các nghệ sĩ và người nổi tiếng. Đây cũng là vấn đề được các đại biểu Quốc hội và dư luận đặc biệt quan tâm. Vậy cần có những chế tài cụ thể ra sao để lành mạnh hóa thị trường quảng cáo, hạn chế tình trạng bán hàng giả kém chất lượng? Trong một vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo Cục Văn hóa Cơ sở, hoạt động quảng cáo trên Internet, mạng xã hội thông qua người nổi tiếng, người có ảnh hưởng chưa có sự kiểm soát của quy định pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước gây ra hiện tượng quảng cáo tràn lan, thiếu chính xác. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng người nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của mình. Trong một số trường hợp, các sản phẩm được quảng cáo là hàng kém chất lượng, nhưng người bán hàng đã lợi dụng sức hút của người nổi tiếng để quảng cáo không trung thực. Trong trường hợp như vậy, họ đang tiếp tay bán hàng giả, hàng kém chất lượng, cho dù có thể là không cố ý. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đang lấy ý kiến bổ sung cũng như là sửa đổi luật quảng cáo. Thì trong đó thì có nêu rõ về việc là đối với những người có tầm ảnh hưởng hoặc là nghệ sĩ, khi mà nhận giới thiệu sản phẩm hay là quảng cáo các sản phẩm thì cần phải trực tiếp sử dụng. Ông có ý kiến như thế nào về cái đề xuất này ạ? Những cái người mà có cái ảnh hưởng xã hội, những cái nghệ sĩ rồi những cái người nổi tiếng, và hơn nữa đó, trong thời gian thực tế vừa qua cho thấy rằng là nhiều người trong số họ khi mà thể hiện những cái nội dung quảng cáo đó thì có thể là thậm chí chưa dùng quảng cáo, chưa dùng những sản phẩm. Và do đó là khi nói đó, nó tạo ra những cái hiệu ứng nó không tích cực cho xã hội. Một mặt đó, đó là họ nói theo cái yêu cầu của những cái người quảng cáo. Thứ hai nữa là họ có thể nói quá, và đặc biệt ấy, là vì họ không chịu trách nhiệm về, cũng như là không trực tiếp sử dụng sản phẩm, sau đó là họ nói nó gây ra những cái gọi là không tốt cho xã hội, nhất là cho những cái người mà cả tin của những fan hâm mộ của những người này. Nên do đó cái việc mà quy định bổ sung những cái người mà truyền tải quảng cáo phải là những người chính thức sử dụng là cần thiết và đúng đắn, nó phù hợp với quy định pháp luật cũng như phù hợp với thực tiễn hiện nay. Có thể nói trong những năm vừa qua thì đã có rất nhiều những nghệ sĩ, người nổi tiếng nhận quảng cáo sản phẩm, thậm chí là còn thần thánh hóa tác dụng của các sản phẩm lên nữa. Vậy thì theo ông, cái việc mà nói quá tác dụng của các sản phẩm như vậy sẽ gây ra hệ lụy như thế nào tới người tiêu dùng ạ? Cái việc quảng cáo có mức nó sẽ làm tăng cái gọi là sự ngộ nhận của người tiêu dùng, khiến cho là làm tăng cái mức sử dụng, và thậm chí nó làm tăng cái tác động mặt trái, nhất là khi quảng cáo đó nó có tí một chiều, không nói đến mặt trái của sản phẩm, thì nó sẽ làm tăng cái tác động mặt trái của sản phẩm lên, do đó nó gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.
đấy là chưa kể là nó có thể tạo ra cái tình huống, tức là trong xã hội nó lan tỏa một cái xu hướng là từ chối những sản phẩm tự nhiên. Tôi lấy ví dụ như trong các thời kỳ chúng ta thấy rằng là quảng cáo quá mức về sữa bột công thức, nó khiến cho là người, một số bà mẹ trẻ đã bìm sữa đó hiểu rằng là thậm chí sữa công thức còn tốt hơn sữa mẹ, và do đó là họ từ chối cho con bú, và điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ con, cũng như là ảnh hưởng tới cái nguồn dinh dưỡng mà rất là quý báu, và đặc biệt là nó gây ra cái tình trạng hiểu lầm về sữa mẹ, và đây rõ ràng là một điều không tốt. Cái thứ ba nữa là quảng cáo có mức nó sẽ gây ra cái tình huống, tức là khiến cho cạnh tranh không lành mạnh, tự nhận là số 1 rồi tốt nhất vân vân và vân, nó khiến cho là những cái sản phẩm khác đó, tốt không kém thậm chí tốt hơn đó, bị hiểu lầm, và do nó tạo ra sẽ không lành mạnh. Và cuối cùng là quảng cáo có mức nó khiến cho người dân là phải tăng chi tiêu cho những cái sản phẩm mà không cần thiết, cho cái mức độ tiêu dùng mà cũng không cần thiết, do đó ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Vì thế cái việc mà xử lý một cách nó nghiêm khắc hơn những cái trường hợp quảng cáo quá mức, thổi phồng, đặc biệt là quảng cáo ở trong những hoạt động đa cấp là rất cần thiết. Trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì cũng nêu rõ là những người nổi tiếng, nghệ sĩ khi mà nhận quảng cáo sản phẩm thì phải chịu trách nhiệm về các cái sản phẩm đó. Tuy nhiên là không nói rõ về các cái quy định cũng như là chế tài cụ thể. Theo ông thì chúng ta cần siết chặt cái vấn đề này như thế nào ạ? Cái việc bổ sung một cái chủ trương là buộc cái người mà truyền tải quảng cáo, cụ thể đây là những người mà nổi tiếng, những nghệ sĩ, những cái người có sức lan tỏa tham gia vào quảng cáo phải chịu trách nhiệm hành vi liên lụy của mình, nhất là khi những cái sản phẩm đó mà nó gây tác hại xấu cho xã hội là điều cần thiết, bởi vì nó nằm trong một cái chuỗi kinh doanh. Khi anh đã tham gia vào đó, tức là anh nằm trong cái chuỗi cung ứng, và khi anh phát ngôn những cái lời mà theo cái ý của cái người quảng cáo thì anh cũng là một cái gì đó mà tôi chất gọi là cộng hưởng vào cái hoạt động quảng cáo này, và nó khiến cho những cái ngộ nhận, hiểu lầm hoặc là những cái xu hướng tiêu cực ấy, nó gia tăng, và do đó anh phải chịu trách nhiệm hành vi của mình. Đây cũng là cái sự công bằng trong luật nhân quả cũng như trong luật pháp, khi anh là cái đối tượng mà gây ra những là anh là cái nguồn đó, gây ra những cái hệ lụy, anh phải chịu trách nhiệm về nó. Tuy nhiên trong quy định chúng tôi cho rằng là cần phải chú ý hai điều. Thứ nhất là cần phải định nghĩa một cách nó tương đối rõ cái người tham gia truyền tải, đặc biệt là những cái người mà phải sử dụng trực tiếp. Thứ hai nữa đó là chúng ta cũng phải định rõ những cái hành vi và mức độ chế tài cho những cái hành vi vi phạm, để từ đó chúng ta áp dụng và thực tiễn nó dễ dàng hơn, tránh cái trường hợp biến báo hoặc là những kẽ hở hoặc là bất khả thi trong quá trình thực hiện cái chế tài này. Hơn nữa, các chế tài cũng phải áp dụng một cách nó mạnh mẽ, đồng bộ, và thay vì chỉ là chế tài mà thiết dư luận hoặc là chế tài rất là nhẹ về mặt tài chính. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Chính phủ, các bộ, ngành vừa có những chính sách chỉ đạo điều hành mới nhằm chung tay góp sức cùng chính quyền và người dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả của bão số 3. Nội dung cụ thể sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước vừa ký quyết định số 943 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Quyết định nêu rõ hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho 5 địa phương để thực hiện khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân sau cơn bão. Trong đó, Nam Định 20 tỷ đồng, Thái Bình 30 tỷ đồng, Hải Dương 20 tỷ đồng, Yên Bái 20 tỷ đồng, Hưng Yên 10 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân các tỉnh trên có trách nhiệm phân bổ cụ thể và sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đúng mục đích sử dụng, tiết kiệm hiệu quả, không để thất thoát lãng phí tiêu cực, sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cùng với nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Để kịp thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cùng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố phía Bắc triển khai các giải pháp để hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động ra soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành, thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay.
để chung tay chia sẻ khó khăn với người dân ở Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt sẽ chuyên chở miễn phí tình nguyện viên từ Huế đi hỗ trợ công tác khắc phục tại hai tỉnh. Chuyến đầu tiên có 60 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên đã lên tàu SE4 xuất phát tại ga Huế lúc 15 giờ 32 phút ngày 9 tháng 9. Dự kiến 5 giờ 40 phút sáng 10 tháng 9 có mặt tại ga Hà Nội, sau đó đoàn lên tàu HP1 lúc 6 giờ để đến thành phố Hải Phòng. Đây là sự kiện được Hiệp hội Doanh nghiệp Huế kết hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hai địa phương nói trên cùng nhau thống nhất tổ chức cho các tình nguyện viên đến hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tiếp sau đây xin mời quý vị cùng đến với các tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 và hậu quả để lại, vào chiều ngày 9 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo những việc cấp bách cần làm ngay để khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống của người dân. Nội dung được đề cập cụ thể trong bài viết trên báo Công an Nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc khắc phục hậu quả do cơn bão Yagi gây ra là công việc khẩn trương cấp bách trong tuần này và cả hệ thống chính trị cần dành ưu tiên cao nhất. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với các cơ quan đơn vị địa phương, các gia đình và những người dân bị thiệt hại do cơn bão gây ra, đồng thời biểu dương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quân đội, công an, các bộ ngành chức năng, nhất là các cơ quan báo chí truyền thông đã rất sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo và huy động tối đa lực lượng chủ động ứng phó từ sớm từ xa với cơn bão số 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, bên cạnh những việc đã phân công theo chức năng nhiệm vụ của từng bộ ngành, từng địa phương, từng lực lượng phải bám sát cơ sở để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, tinh thần là phải rất chủ động. Tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và huy động sự chung tay của toàn xã hội, sự hỗ trợ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước trong quá trình khắc phục hậu quả của mưa lũ và ảnh hưởng của cơn bão số 3. Cũng liên quan đến thiệt hại do cơn bão số 3, báo An ninh Thủ đô đã đưa thông tin chi tiết về công tác khắc phục việc hơn 9.300 cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến đường phố. Cụ thể, có khoảng 1.200 cây xanh có giá trị và đường kính dưới 25cm có thể chăm sóc để phục hồi, còn lại sẽ phải thay mới. Thêm vào đó, số cây không thể phục hồi tại chỗ giá trị thấp và có khả năng sống. Sở Xây dựng đã chỉ đạo các công ty cây xanh đánh chuyển đưa về vườn ươm để chăm sóc. Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ cùng với các công ty cây xanh tiếp tục kiểm tra hiện trường các tuyến có cây đổ gãy, thống kê, kịp thời có thông báo đơn vị giải tỏa để đảm bảo giao thông. Cũng liên quan đến sự cố gãy đổ hàng nghìn cây xanh do cơn bão số 3, nhiều đánh giá trên báo Kinh tế và Đô thị cho rằng sự cố trên không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mỹ quan đô thị mà còn bộc lộ rất nhiều bất cập trong việc quản lý trồng cây xanh trên địa bàn thành phố. Theo tác giả của bài viết, trong hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ có rất nhiều cây có dấu hiệu chưa được trồng theo đúng quy trình kỹ thuật. Còn ni lông quấn bầu đất, nhiều cây xanh chỉ được trồng rất nông so với mặt đường. Do vậy, để nâng cao chất lượng quản lý cây xanh đô thị, các cơ quan chức năng cần xây dựng cơ chế chính sách bảo đảm việc thực thi theo đúng các quy hoạch và kế hoạch phát triển hệ thống cây xanh đã được phê duyệt. Xây dựng hệ thống văn bản pháp quy đầy đủ để thực hiện và quản lý giám sát duy tu duy trì hệ thống hạ tầng đô thị sau đầu tư nói chung và hệ thống cây xanh nói riêng.